Trận chiến cuối cùng giữa hai rider mạnh nhất trong thế giới của Zero One, Art Scorpion cũng như Art One. Trận chiến này Aruto đã gần như từ bỏ tất cả và mong muốn Horii đánh bại mình. Nhưng trước đó anh mong muốn Horii cảm nhận được trái tim, tình yêu thương dành cho tất cả. Human Gear rồi cũng sẽ thay đổi trở thành một phần của thế giới. Trước tình yêu thương vô bờ bến đó, Aruto đã nhớ tới người cha của mình và gặp được ông tại vệ tinh Gia, đã hức tỉnh được sức mạnh thật sự của Zero One. Chiếc Raikou tỏa sáng lấp lánh, Releasing Hopper. Tạo hình của chiếc Raikou giống như bản nâng cấp từ chiếc Rising Hopper cơ bản, nhưng với được điểm tô bằng màu xanh clear, cùng với đó là những bộ phận sáng lấp lánh trên toàn bộ Raikou. Nhưng đáng buồn là hình dạng của nó lại tương tự như Zero One cơ bản khi biến hình. Hoàn toàn chẳng có gì thay đổi, nhưng thông số cũng như tất cả khả năng của Releasing Hopper là vô cùng cao. Sức mạnh của anh áp đảo Art Scorpion. Tốc độ Releasing Hopper được gia tăng vô cùng đáng kể, có thể nói là nhanh ngang với hình dạng Zero Two, khi anh cũng kích hoạt một luồng năng lượng phía sau, phần năng lượng màu xanh lá cũng như năng lượng xanh dương, giúp anh gia tốc cực đại giống như năng lượng đỏ và xanh lá từ Zero Two sinh ra sau khi di chuyển. Khả năng cơ bản của Rising Hopper vẫn được giữ nguyên, giúp anh tăng tốc cũng như nhảy cao né tất cả những đòn tấn công từ hàng loạt chiếc vòi kịch độc của Art Scorpion. Trận chiến đã ngã ngũ, phần thắng đã rõ, đòn tất sát của Zero One Releasing Hopper dán vào người của Art Scorpion mang tên Releasing Impact. Vẫn như mỗi khi, nhưng lần này Zero One đã né tất cả những đòn tấn công từ Art Scorpion. Anh lao tới hất văng hắn lên trời, còn Rider Kick cực kỳ mạnh, xung quanh toàn bộ cơ thể anh được bao bởi một luồng năng lượng xanh lá, cùng với đó đôi chân được chuyển hóa thành dạng châu chấu. Một luồng lượng khổng lồ được sinh ra là đòn kết liễu Art Scorpion. Đó là màn thể hiện duy nhất của form Releasing Hopper, một form có thể nói là y như cũ nhưng mà được cái bán đồ chơi rất tốt.